hôm nay chúng ta lại ra sự kiện cũ rồi. Chán quá. Đã từ lâu rồi chưa gặp lại bộ đôi chiến binh mặt trăng cực kỳ xinh đẹp Vĩ Hữu Mặt Trăng và Toshiro Mặt Nạ đúng không nào? Hôm nay nhân dịp sự kiện trung thu đang diễn ra, cặp đôi này chính thức trở lại vào thành phố AM của chúng ta. Sự kiện kéo dài từ ngày 22 tháng 9 đến 28 tháng 9 nha các bạn. Các bạn nam thẻ từ 400k trở lên không tích lũy, tức là thẻ 500 luôn á. Đây là nhân dân Mỹ cho nữ và tôn trung nam và nữ cho nam. Ai chưa có hai thức đồ vui vẻ của nhân tộc nhanh chóng nằm thẻ để sở hữu ngay cho đóng mùa trung thu nha. Hold on to what you believe.